Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Phúc Audio. Hôm nay thì chúng em có về được ít mạch xúc mạch xúc coi nha. Và với những cái dòng mạch này thì để nâng cấp hoặc là các bác dựng thùng thì phải nói là cực kỳ chất. Đấy, công suất nó rất là lớn các bạn, công suất lớn nhá. Và con này thì được trang bị là 4 sò Toshiba và 4 tụ lọc nguồn. Đó, và nguồn của nó ở đây thì các bác có thể thấy rằng là nguồn đồng. Đấy, nguồn đồng. Đấy, anh em mua về thì các bác có thể là test được. Đấy, các bác kiểm tra luôn xem đây có phải là nguồn đồng hay nguồn nhôm nhé. Em bao test cho anh em. Đấy, test cái nguồn này thì rất là dễ. Anh em chỉ cần cạo một cái lớp bóng này ra. Đấy, lớp bóng nhỏ nhỏ ra, các bác lấy con dao, các bác khứa. Đấy, các bác cạo cái sợi đồng ở bên trong này. Đấy, nếu mà nhôm thì nó sẽ ra màu trắng, còn đồng thì chắc chắn là sẽ không thay màu rồi, đúng không ạ? Thì đấy là về cái nguồn, nguồn nó rất là to các bạn. Và tiếng con này thì nó rất là sâu. Đấy, tiếng rất là sâu, được trang bị mạch Class H. Đấy, mạch Class H. Phải nói là với những cái dòng mạch Class H ở đây trên này thì kể cả các cái dòng đẩy 3 kênh ấy, thì họ cũng trang bị mạch Class H rất là nhiều. Để cho cái tiếng súp nó sâu tiếng các bạn. Đấy, tiếng rất là sâu các bạn nhé. Đó, nên là em luôn luôn thích những cái dòng đẩy là dòng mạch nào nó trang bị mạch Class H, cái tiếng nó sâu nghe nó rất là hay. Đó. Và kích thước của cái dòng này. Kích thước của con mạch này thì nó là 20 x 25. 20 x 25 nhé các bác nhé. Đấy, chiều cao của nó là 25 cm này. Đấy, chiều rộng của nó là 20. Đó, nên là anh em mà mua bên em thì anh em sẽ đo cho em cái kích thước đấy của thùng. Đấy, khi mà mua về thì để các bác đảm bảo là các bác lắp được vào thùng luôn nhé. Đấy, khi mà mua về là phải lắp được. Đấy, anh em không đo là về là một là nó không vừa thì các bác cũng sẽ rất là bất tiện, gửi đi gửi lại nó mất phí ship các bác nhá. Rồi nói về qua cái mạch này thì ở đây thì các bác có thể thấy này. Đấy, nó cho chạy điện là 220 này. Công suất ra cho ra là 600W, nhưng 600W đây là 600W mắc nhé. Mắc là 600W chứ không phải là công suất liên tục đâu các bác nhé. Đó, hàng rất là xịn đúng không? Rồi con này thì kết nối đường vào thì nó rất là chuyên nghiệp. Có kết nối hoa sen này, có kết nối Canon này. Đó, bên này thì là các giải thấp. Rồi volume. Đây là đảo pha nhé. Đó. Còn đây là nai hơi. Cái nai hơi. Và con này nó có hệ thống làm mát thì em thấy nó rất là ok nhé. Con này là hệ thống làm mát của nó rất là tuyệt luôn các bạn này. Đây là thanh tản nhiệt nhôm này. Ở bên trong này nó là quạt gió nhá. Đấy, quạt gió bên trong này. Đấy, làm mát cực kỳ nhanh. Đấy, anh em đánh công suất lớn không lo bị nóng nhá. Đánh thoải mái luôn. Đấy, không phải suy nghĩ. Đấy, với những cái dòng mạch này thì anh em có thể lắp cho bát 30. Đấy, lắp bát 30 và lắp bát 40 đều được nhá. Với công suất nó ra rất là lớn, khỏe. Đấy. Về thì rất là nhiều hàng để phục vụ các bác và anh em. Đấy, các bạn có nhu cầu nâng cấp mạch xúc thì có thể liên hệ tới bên em, được bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.